Hoa chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: hai con Hồng Nhung xem ca nhạc cùng bố mẹ. Tôm tép rất hiếu động, liên tục đùa nghịch khi cùng bố mẹ tham gia một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng nữ ca sĩ Hồng Nhung dẫn theo hai thiên thần đáng yêu đến dự buổi ra mắt album đầu tay mang tên Fred của ban nhạc nữ TBC vào tối ngày 9 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, Tôm tép thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cùng bố mẹ. Hai nhấp tì ngày càng giản dị trước ống kính. Diva nhạc Việt khoe vẻ trẻ trung bên năm cô gái xinh đẹp của nhóm nhạc nữ TBC. Tuy chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng nhóm theo đuổi đam mê âm nhạc nghiêm túc. Nữ ca sĩ kỳ vọng nhóm sẽ tập luyện và cố gắng nhiều để hoàn thiện và tiến đến gần hơn với giấc mơ âm nhạc. Cao Thái Sơn khoe vẻ lịch lãm bên năm cô gái xinh đẹp, giọng ca Con đường mưa đến chúc mừng nhóm nhân ngày ra mắt album đầu tay. Dù ít hoạt động trong thị trường âm nhạc nước nhà, nhưng khi trở về Việt Nam lần này, nam ca sĩ tích cực tham gia các sự kiện âm nhạc bên cạnh những người bạn thân. Nữ ca sĩ Vũ Cát Tường trong trang phục vest đen chuẩn men đến tham gia sự kiện. Cô cho biết tình cờ gặp nhóm TBC trong một đêm nhạc và ấn tượng với sự trẻ trung cùng gu âm nhạc đầy sáng tạo. Tuy các thành viên còn trẻ tuổi, nhưng đều tài năng ca hát của các cô bé này khiến cô ngưỡng mộ. Album Frost gồm 6 ca khúc cả mới và cũ được nhóm chọn lọc kỹ lưỡng. Trong đó, ca khúc Không Phải Suy Nghĩ là sáng tác mới của hitmaker Phạm Hải Âu dành riêng cho nhóm. Tự Yêu do chính nhóm sáng tác. Album Frost do nữ ca sĩ Phạm Hải Âu phối, biên tập khá kỹ lưỡng và thống nhất. Hầu hết các ca khúc là lời tâm sự của những cô gái trẻ với tất cả sự hào hức về cuộc sống và tình yêu. Album ra mắt công chúng yêu âm nhạc sau gần một năm được nhóm chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng. Năm cô gái trẻ cho biết, Fred mang nhiều ý nghĩa với nhóm khi không chỉ là album đầu tay mà còn lưu lại kỷ niệm đẹp, đánh dấu con đường hoạt động chuyên nghiệp của năm cô gái trẻ. Được thành lập từ năm 2012, nhóm nhạc TBC To Be Confirmed gồm 5 thành viên nữ ở độ tuổi còn khá trẻ từ 15 tới 16 tuổi. Tất cả thành viên nhóm đều có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, bass, cello. Những cô gái xinh đẹp này từng đạt được khá nhiều giải thưởng nổi bật như giải nhì cuộc thi Rock Out tổ chức bởi UNICEF và Hard Rock, giải nhất Battle of the Bands 2014 tổ chức bởi BISV và giải nhất Battle of the Bands 2013 tổ chức bởi BISV. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.